Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của Ngoánh Sensei. Hôm trước chúng ta đã cùng nhau chữa đề thi đọc hiểu N2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi đọc hiểu N1 nhé. Một phần làm cho rất nhiều bạn cảm thấy khó khăn khi không chọn được đáp án đúng cũng như là không thể dịch được câu, không hiểu được ý của bài nói gì. Đây là một văn bản tương đối là dài và có nhiều cái mà chúng ta cần suy ngẫm. Đấy. Ở video về chữa đọc hiểu N2 ấy, chúng ta đã cùng nhau thử giải nhanh một bài đọc. Thì với video này chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp khác đi, đó là phương pháp đọc toàn bộ nội dung của bài. Bởi vì là thực tế khi các bạn đi thi, không phải là bài nào các bạn cũng có thể chọn được đáp án một cách nhanh nhất. Cũng có bài các bạn sẽ cần phải đọc toàn bộ nội dung để nắm được nhá. Thì bài này chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Các bạn hãy cố gắng lắng nghe, để ý những cái điều mà mình sẽ lưu ý các bạn. Ở trong cái bài này ấy, thì những cái từ vựng nào ở cấp N1 hoặc là tương đương, thậm chí là có những từ vựng cao hơn cấp N1 thì mình có bôi đỏ. Tất nhiên là nó cũng mang tính chất tương đối thôi, sẽ dựa theo một số giáo trình như là Mimikara hay là Shinkansen. Thì những cái từ mà ở trong những cái bộ giáo trình đó ở cấp N1 thì mình đã có bôi đỏ đây. Tí nữa những cái từ đó ấy, thì sẽ được nói kỹ hơn một chút. Còn lại thì mình sẽ đi tương đối là nhanh. Bởi vì khi mà dịch một cái bài trường văn như này thì thời gian rất là lâu, rất là dài. Các bạn nếu mà các bạn xem nhiều, các bạn xem chi li tỉ mỉ quá thì có khi là các bạn chưa chắc các bạn đã thích. Đấy. Nên là những câu nào mà dễ đơn giản thì sẽ dịch luôn. Còn những câu nào quá dài hay là có cái gì cần phải góp ý bổ sung thì mình sẽ nói kỹ hơn nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với bài đọc này này. Đây là một bài đọc nói về giáo dục, một chủ đề rất là gọi là không bao giờ hết hot đúng nhỉ? Kể cả ở Việt Nam lẫn ở Nhật. Chúng ta sẽ đi vào bài nha. Đầu tiên này, câu đầu tiên này. Kigyo ni totte mo hitobito ni totte mo saki no mienai fuan na jidai de aru. À, đây là một câu danh từ đúng không? Người ta đang đưa ra một cái nhận định. Cho dù đối với các kigyo là các công ty, các xí nghiệp, hay cho dù đối với mọi người đi chăng nữa ấy, đấy, thì là một cái thời đại mà rất là đáng lo, là một thời đại mà rất là bất an, tràn đầy những nỗi bất an khi không thể nhìn thấy tương lai, không thể nhìn thấy phía trước. Vậy thì có thể đây là một bài đang nói về thời điểm hiện tại, đúng nhờ, thời đại hiện tại, hoặc ít nhất là cái thời đại mà lúc bài viết này được diễn ra, đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta cứ cho đây là thời đại hiện nay đi nhá. Thì câu này sẽ là thời đại hiện nay là thời đại đáng lo ngại khi mà không nhìn thấy được tương lai. そして、そんな so fuanな時代を生きる子供たちに生きる力をつけさせたいという親心はわからないではない. Câu này đã bắt đầu dài hơn rồi. Có liên từ そして có nghĩa là và này. Và các bạn thấy câu tương đối là dài đúng không? Đấy. Thế nhưng mà cái câu này các bạn có thể để ý này, nó có cái từ gì đây, nó có từ wa đấy, nó có từ wa. Vậy thì chúng ta có thể để ý cái chỗ này nhá. Ở đây có ngữ pháp là nai đeo ạ, nai có nghĩa là không phải là không, không phải là không, tức là có nhưng mà người ta không khẳng định một cách mạnh mẽ luôn là có, mà người ta nói là không phải là không như thế đấy. Không phải là không hiểu, tức là tôi hiểu đúng nhỉ. Oya gokoro này có nghĩa là oya no kokoro, có nghĩa là tấm lòng của các bậc cha mẹ hay là tâm lý các bậc cha mẹ đấy. Không phải là tôi không hiểu tâm lý của các bậc cha mẹ. Đây, tâm lý của các bậc cha mẹ đó là gì thì sẽ là cái phần nội dung trước tôi ư. Khi các bạn đọc một câu có tôi ư ấy, các bạn dịch cái phần gì đấy, các bạn dịch cái phần phía sau trước. Bởi vì cái đằng trước nó là nói cụ thể của cái phía sau đúng nhỉ? A tôi ư B, B gọi là A. Đấy, thì cần phải biết cái B trước nhá. Không phải là tôi không hiểu cái tâm lý của các bậc cha mẹ rằng là đây là dùng thể sai khiến này. Thực ra nói như này thì hơi kỹ quá bởi vì là N1 rồi, những cái này phải biết là đương nhiên, nhưng mà có thể là vẫn có vài bạn không, vẫn có vài bạn quên, cho nên là sẽ nói kỹ một chút. Tâm lý của các bậc cha mẹ đó là muốn con của mình này trang bị được cái kỹ năng sống, cái khả năng sống, cái năng lực sống. Những đứa trẻ đấy là những đứa trẻ làm sao, những đứa trẻ sống trong cái thời gì đấy, sống trong cái thời đại bất an như vậy. Đấy. Tiếp theo, mà ta
企業の経営者が少しでも優秀な人材を取り込みたいと考えるのは必然ではあるだろう。Đây các bạn thấy có và này. Và gì đây? Và nhá, các bạn thấy và này. Thì từ no này sẽ thay cho từ cô tổ đúng không? Và cái việc mà này. Đây. Cái việc mà như thế này. Và cái việc mà các kê sẽ là các nhà quản lý. Các nhà quản lý doanh nghiệp ấy. Họ suy nghĩ là họ muốn thu hút. Thô dự là lấy đúng không? Thì thô đi cư... Thổ đi cô mự có nghĩa là lấy vào. Các nhà quản lý doanh nghiệp họ muốn thu hút các nhân tài ưu tú. Đấy. À, dù chỉ là một chút có nghĩa là càng nhiều càng tốt đấy. À, cái việc mà các nhà quản lý doanh nghiệp họ suy nghĩ là muốn thu hút càng nhiều càng tốt các nhân tài ưu tú. Có lẽ đây cũng là một điều hit gen, là một điều đương nhiên, một điều tất nhiên, một điều tất yếu. Tiếp theo nhá, câu này rất là nhiều từ vựng của N1. Các bạn để ý này. 地域の衰退や産業の空洞化を食い止められる人間が現れてくれ、現れてくれれば私たちの不安な気持ちも幾分なりとも和らぐというものである. Suy tai hám tự là suy thoái, có nghĩa là suy thoái luôn. Kudoka có nghĩa là sự suy giảm. Đấy, kudo có nghĩa là trống rỗng đấy. Thì đây là kiểu như là sự suy giảm, sự giảm. Kui tomeru là ngăn chặn, ikubun là tasho, ít nhiều, yawaragu là giảm bớt, vơi bớt. Thì câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào? Tương đối dài nhưng mà chúng ta hãy để ý những cái chỗ dấu phẩy và những chỗ ngữ pháp. Thì các bạn thấy này, ở đây người ta tách ở thể bà là thể điều kiện. À, nếu như A thì kết quả là B, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ dịch rất là đơn giản rồi. Nếu như A là gì đây? Nếu như xuất hiện, đúng nhỉ? Động từ arawareru có nghĩa là xuất hiện. Nếu như xuất hiện một người, toàn bộ cái cụm phía trước này là bổ nghĩa cho người nhá. Nếu như xuất hiện một người, người mà họ có thể ngăn chặn được cái sự suy thoái của chiiki là của khu vực. Đấy. Cũng như là cái sự suy giảm của sangyo là của các ngành nghề sản xuất ấy. Đấy, nếu như xuất hiện một người như vậy. Gọi thấy người ta dùng ngữ pháp tekureru có nghĩa là mong chờ cái hành vi xuất hiện đấy là tích cực đấy. Nếu xuất hiện một người như vậy thì làm sao? Người ta đưa ra một cái định lý Tohimonoda có nghĩa là thì đúng là nhá. Thì đúng là cái cảm giác bất an, cái nỗi lo của chúng ta sẽ vơi đi đúng không? Sẽ nguôi đi phần nào ở một mức độ nào đó ít nhiều. Đấy, thì cái đoạn đầu tiên là đang nói đến việc gì nhỉ? Hiện tại là một thời đại bất an. Nếu như có được cái điều này xảy ra thì tốt biết mấy. Các bạn xem tiếp này. Shikashi, bắt đầu có shikashi là từ chuyển mạch, rất là quan trọng. Shikashi, magari nari ni mo kyoiku gaku o semon to suru mono to shite koko wa iwasete hoshii. À, tuy nhiên với tư cách nhá, to shite là ngữ pháp với tư cách. Với tư cách là một mono, một người, đúng không? Là một người này, lấy cái gì đây? Lấy cái giáo dục, kêu ích các cự là cái ngành sư phạm hoặc là ngành giáo dục đấy. Lấy ngành sư phạm, lấy ngành giáo dục làm chuyên môn. Người ta còn viết ở dạng khiêm tốn. Magari nari ni mo có nghĩa là cho dù có thiếu sót, cho dù vẫn chưa phải là hoàn hảo, chưa phải là được 100%. À, tuy nhiên, với tư cách là một người lấy cái giáo dục làm chuyên môn, dù còn vài thiếu sót như tôi, đúng nhỉ? Thì koko wa iwasete hoshii, ngữ pháp thể sai khiến cộng TOC có nghĩa là mong muốn làm V. Thì tôi mong muốn mọi người hãy cho tôi được nói cái điều này, đúng nhỉ? Hãy để cho tôi nói cái điều này nha. Điều này là điều gì? Điều này là điều mà người ta sẽ nói tiếp ở phía sau, đúng nhỉ? Gendai Nihon shakai no mondai o nan demo kan demo kyoiku de kaiketsu shiyou toyou no wa itadakenai. Ở đây có từ nan demo kan demo chính là zenbu, subete, toàn bộ tất cả nhá. Các bạn lại thấy có no tiếp này. Những cái văn bản của N1, N2 dùng rất là nhiều cái giọng noa, noga như này. Thì các bạn hãy nắm thật vững cái này. À vậy thì sao đây? Itadakenai. Itadak bình thường chúng ta dịch là nhận đúng không? Nó là khiêm nhường ngữ của nhận hoặc là ăn uống gì đó. Thì trong trường này nó chúng ta có thể hiểu là tôi không thể chấp nhận được. Hoặc là tôi không thể nào mà cảm thấy hài lòng với cái việc như vậy. Tôi không thể nào hài lòng. Tôi không thể nào chấp nhận được cái việc nói rằng, cái cách nói rằng. Rằng gì nhỉ? Đây, các bạn lại thấy có to you này.
Cứ có tôi yêu thì dịch cái đằng sau trước để hiểu trước nhá. Tôi không thể nào chấp nhận được cái cách nói rằng là gì? Giải quyết, đúng không? Hãy giải quyết. Đấy. Giải quyết cái gì thì trợ từ ô ở phía trước. Giải quyết toàn bộ các vấn đề của xã hội Nhật Bản hiện đại bằng giáo dục. Đấy. Có nghĩa là tôi với tư cách là một nhà giáo dục thì tôi không đồng tình với quan điểm là giải quyết mọi thứ bằng giáo dục. Đấy là đoạn thứ hai. Tiếp theo nhá. Tashikani, kyoiku wa ningen o sodateru koto o tsujite, hitobito no jinsei ya shakai no mirai ni taishite ittei no kouken o nasu koto ga dekiru. Kouken là cống hiến, đóng góp, đúng nhỉ? Nasu đây là thực hiện. Thì người ta, mặc dù người ta nói câu trước là người ta không đồng tình với việc là giải quyết toàn bộ, nhưng mà người ta vẫn có đề cập đến một cái gì đây, một cái sự thật. À, thật sự là gì nhỉ? Thật sự là, hoặc là đúng là ấy, chủ ngữ là kêu ý cự là giáo dục này, đúng là giáo dục nhá. Cái này thì bạn có thể tách vế ở đây, các bạn dịch theo thứ tự lần lượt hoặc các bạn dịch từ cuối dịch lên, có chủ ngữ rồi. Đúng là giáo dục, nó có thể thực hiện được cái việc cống hiến nhất định đấy, hay là nó có thể có những đóng góp nhất định đối với ngữ pháp nitaisten, là đối với tương lai của xã hội hoặc là đối với cuộc đời của mỗi con người, đúng không? À, nó đóng góp bằng cách nào? Bằng cách sử dụng ngữ pháp tsujite, bằng cách gì nhỉ? Đóng góp với tương lai của xã hội và cuộc đời của mỗi con người thông qua việc gì đấy? Thông qua việc nuôi dưỡng, phát triển, đào tạo nên con người, đúng nhỉ? Đấy. Shikashi, watashi ni iwasereba, sono yō na kyōiku no yakudachi no doai wa keshite ōki mono dewa nai. Tuy nhiên, nếu mà cho tôi được nói thì cái doai đây là mức độ nhá, giống từ thê độ. Tuy nhiên nếu cho tôi được nói thì mức độ hữu ích, mức độ đóng góp của cái nền giáo dục đấy ấy, nó nhất định không phải là một thứ lớn lao gì. Các bạn thấy đây có phần gạch chân đúng không? Đấy. Nó gạch chân thì sẽ có câu hỏi, nhưng mà đây chúng ta đang tìm cách là đọc và hiểu hết nội dung nhá. Chúng ta sẽ chưa bàn đến câu hỏi, được chưa? Rồi các bạn thấy này, có shikashi là một cái từ chuyển mạch quan trọng này. Vậy thì người ta muốn nhấn mạnh cái câu từ nội dung sau shikashi đúng không? Đấy, được chưa? Tôi cho rằng là gì đấy? Cái giáo dục nó không đóng góp quá lớn như thế. Tiếp theo. Kyoiku ni wa fukaku teise ga tsukimono de aru. Ở đây có một cái dạng thức ngữ pháp, có thể gọi là ngữ pháp cũng được. Đó là N1 ni wa N2 ga tsukimono da. Có nghĩa là N1 ấy, nó sẽ luôn có cái N2 đi kèm, hoặc là N2 là thứ đi kèm N1. Ở đây có từ fukakutese, từ gốc là từ kakute, có nghĩa là xác định. Đấy, xác định có nghĩa là một cái ấn định được rõ ràng, chắc chắn, đúng không? Thì fukakute có nghĩa là không xác định, không chắc chắn, không rõ ràng. Thêm chữ tính vào nữa có nghĩa là tính bất định, đúng nhỉ? Tính không chắc chắn. Đấy, thì câu này có nghĩa là giáo dục ấy, nó sẽ đi kèm, đúng không nhỉ? Với sự không chắc chắn, với tính không chắc chắn. Tiếp theo. これはもう教員養成のテキセあテキストテキスト中でも論じられる教育学の基本のキーだ。và gì đây? Và ở đây có hai từ là từ đôn di dự nhá. Đôn di dự giống từ ghi đôn sự hoặc là tô đôn sự, có nghĩa là thảo luận, bàn luận, tranh luận. Từ yose hán tự là dưỡng và thành, có nghĩa là bồi dưỡng, nuôi dưỡng, đào tạo, đúng nhỉ? Thì câu này có nghĩa là đây là cái key, đây chính là kagi đấy. Đây chính là cái chìa khóa, cái trọng tâm. À, đây là cái trọng tâm cơ bản của ngành sư phạm, của ngành giáo dục. Đấy. À, cái nội dung này là nội dung mà có thể gì đây nhỉ? Có thể được thảo luận ở trong các tekisto là các giáo trình, các sách giáo khoa nhé. Các sách giáo khoa, các giáo trình về gì đây nhỉ? Về đào tạo giáo viên. Đấy, tức là trong các giáo trình đào tạo giáo viên ấy, người ta đã cho cái nội dung là gì? Là giáo dục nó đi kèm với sự không chắc chắn ở đấy rồi. Đấy. Người ta sẽ nói tiếp cụ thể hơn để chúng ta dễ hiểu hơn này. Đây người ta nói này. Osieta kara toite sono bun dake kodomo ga sudatsu toyu wake dewa nai shi osieta tsumori ga nai no ni 子供の方が勝手に学んでいるということもある。Đó là gì đây?
Ở đây các bạn thấy có ngữ pháp karatoite nhá, đó là cho dù A ấy, cho dù A là nguyên nhân thì cái kết quả B nó cũng không như những gì chúng ta nghĩ ra, hình dung ra, hay đi kèm với những cái đuôi phủ định bộ phận như là toyu wa ke de wa nai hay là toyu mono de wa nai. Đấy. Câu này sẽ tách làm hai vế. Vế đầu tiên là gì đây nhỉ? Là cho dù, mặc dù chúng ta đã dạy bọn trẻ một cái điều gì đó, nhưng gì đây? Nhưng không hẳn là, không có nghĩa là bọn trẻ con ấy nó sẽ sổ đạt sự, nó sẽ lớn lên, nó sẽ phát triển với cái phần chúng ta dạy nó theo những gì chúng ta dạy nó. Đấy là một, đúng không? Cái thứ hai là gì? Ở đây các bạn thấy có một cái ngữ pháp hơi lạ, đó là tatsumoriganai, đúng không? Cái này nó có nghĩa là không có dự định gì đó nhá. Nó cũng gần giống là tsumoriganai đấy, nhưng mà nó nói về cái điều trong quá khứ. Rõ ràng là chúng ta đã không có cái dự định chỉ cho nó, dạy cho nó. Ấy vậy mà đôi khi, cô tổ mô a được là đôi khi này, đôi khi ấy, bản thân đứa trẻ ấy, nó lại học một cách gì đây? Một cách cà tê nhĩ, một cách gọi là tùy ý, tùy tiện, một cách gọi là theo chúng nó muốn. Đấy, thì cái câu này thể hiện rõ nhất cái tính gì nhỉ? Tính bất định của nó. Chúng ta dạy nó, nhưng mà nó lại không theo những gì chúng ta dạy. Còn chúng ta không dạy nó lại theo cái hướng đó. Đấy. Tiếp theo này. Mochiron, kyoshi mo, kyo ikugakusha mo, その確率的な育ちをどうにかして望ましい方向に向ける努力はするが、なんといっても育つのは子供なのだから、最小限のコストで最大限のメリットを達成しない。達成しなさい。必要な人材をきっちり、きっかり、耳を揃えて、社会に納品しなさい。などという注文を、そうそう、請け負うことはできない。もう、câu rất là dài. Một câu này nó là những câu kinh điển của bài đọc N1 đấy, các bạn. Các bạn xem nó dài tận 4 dòng nhỉ? 5 dòng nhưng mà gộp vào sẽ là tầm 4 dòng nhá. Nhưng mà những câu dài như này chúng ta đều có thể tách vế được hết các bạn. Các bạn hãy tách ở những chỗ dấu phẩy và chứa cái gì nhỉ? Chứa cái ngữ pháp ngăn cách. Ví dụ câu này phân tích như sau này. Các bạn thấy sư đừng ngờ. Vậy đây chúng ta ngắt ở đây một vế này. Tiếp theo nhá, các bạn thấy nhá. Nodakara này, chỉ quan hệ nguyên nhân kết quả này. Đây. Tiếp theo các bạn thấy có dấu ngoặc. Khi có dấu ngoặc thì không bao giờ vào dịch ngay. Mà các bạn nhìn này, lại có từ toyu đúng không? Dấu ngoặc, đóng ngoặc, mở ngoặc, đóng ngoặc. Vậy thì đây là hai cái nội dung người ta đưa ra. Lại có toyu, vậy thì cần phải dịch cái đằng sau trước. À, vậy thì câu nó đã đơn giản hơn rất nhiều rồi đúng không nhỉ? Một điều gì đó, A, nhưng mà bởi vì B nên là đằng sau, đúng không? Chúng ta, khi mà chúng ta nắm được cái cấu trúc cơ bản như vậy thì chúng ta dịch bài nó sẽ rất là đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta đã tách được từng vế như vậy rồi. Chúng ta sẽ đi vào các vế để dịch nhá. Vế đầu tiên, từ Mochiron đến G này. Thì các bạn thấy có gì đây nhỉ? Có chủ ngữ là đây. Kyoshi mo, kyoikusha mo. Đó là gì? Đó là các giáo viên và các nhà giáo dục, đúng không? Họ làm sao? Họ đều nỗ lực, đúng nhỉ? Ai, họ đều nỗ lực, họ đều cố gắng. Họ cố gắng làm gì? Họ cố gắng làm gì thì sẽ thể hiện bằng cái nội dung phía trước nhá. Đây, họ cố gắng làm cái việc này. Đó là họ cố gắng hướng, đúng nhỉ? Động từ mukeru này. Họ cố gắng hướng, hướng cái gì? Thì đây là tha động từ cho nên là chúng ta sẽ phải là dịch vào đây, đúng không? Họ hướng cái sodachi. Họ hướng cái quá trình gì đây nhỉ? Cái quá trình phát triển, cái sự phát triển mà nó làm sao? Nó mang tính lý thuyết, xác suất. À các bạn thấy có một từ mới đấy là từ kakuritsu ronteki đúng không? Là mang tính lý thuyết xác suất. Tại sao người ta lại gọi là mang tính lý thuyết xác suất? Thì các bạn biết rồi. Mang tính lý thuyết xác suất tức là nó không phải là một thứ nó chỉ có một khả năng xảy ra mà nó có rất nhiều khả năng xảy ra. Thì rõ ràng ở đoạn trên nó nói là chúng ta dạy nó nhưng nó không theo chúng ta, mà chúng ta không dạy nó lại có cách học của riêng nó học theo kiểu của riêng nó. Đấy, thì cái sự phát triển theo cái kiểu xác suất như vậy ấy, nó không theo một cái cố định nào đó ấy. Đấy, thì nhá, các giáo viên, các nhà giáo dục họ nỗ lực hướng cái quá trình phát triển đầy tính xác suất của bọn trẻ như thế sang cái gì nhỉ? Sang một cái hô cổ, sang một cái phương hướng mà gì đấy, sang một cái phương hướng mà nozomashi, một cái phương hướng mà mang tính chất gọi là tốt đẹp, mang tính chất mà như họ mong muốn. Đấy.
donikashite này chính là nantokashite, bằng mọi giá đấy. Những cái người này họ thực hiện bằng mọi giá, họ cố gắng bằng mọi cách. Thế nhưng mà này, ga. Nhưng làm sao? Nhưng bởi vì bạn thấy có ngữ pháp nodakara nha. Nhưng bởi vì nan to itemo là nói gì thì nói hay là suy cho cùng. Nhưng mà suy cho cùng ấy thì sodatsu no wa kodomo. Thì cái đối tượng mà phát triển, cái đối tượng mà lớn lên sẽ là bọn trẻ. Đúng không? À, còn những người này chỉ là những người mà gì đây, những người mà đưa ra đường hướng thôi, nhưng mà cái kết quả là bọn trẻ này đấy, vì suy cho cùng cái người mà phát triển là bọn trẻ, cho nên làm sao, cho nên là tôi sẽ không thể nào mà ư kêu ự nhá, ư kêu ự có nghĩa là chấp nhận, tiếp nhận, tôi không thể nào mà chấp nhận được, tiếp nhận được những cái chiêu mô, những cái yêu cầu, hoặc là các bạn có thể dịch bọn các bạn dịch một cách hài hước đó là tôi không thể nào mà chấp nhận được những cái đơn đặt hàng kiểu như là sao, hãy tạt xe shinasai, đó là hãy đạt được những cái merit tội, những cái lợi ích, những cái lợi nhuận tối đa trong cái cost tội, trong cái chi phí tối thiểu đấy, nghe đã thấy vô lý rồi đúng không? Rồi gì nữa, ở đây có cái từ kichiri với lại kikari đều giống nhau, kiểu như là vừa khít vừa vặn đấy. Hay là từ ở đây các bạn thấy có từ mimio soroete, nó hơi khó, người ta để chu ichi này, những từ nào quá khó người ta sẽ để chú thích, nhưng mà với N1 thì thực ra là cũng khá là hên xui đấy, bởi vì là nhiều từ khó người ta vẫn không để đâu. Ví dụ như cái từ mangari nari ni mo này này, người ta sẽ không để, có thể là những từ nào không quá quan trọng người ta cũng sẽ không để mặc dù nó tương đối khó. Thì các bạn xem là người ta viết gì ở dưới nhá, người ta viết là fusoku là thiếu. Thì fusoku na cự có nghĩa là không không thiếu, có nghĩa là gì đây nhỉ? Đủ đúng không? À câu này có nghĩa là đây, no hin là bàn giao hay là giao hàng, bình thường là giao hàng đấy. Hãy bàn giao cho xã hội đúng nhỉ? Những cái nhân tài cần thiết mà gì đây? Mà vừa khít vừa vặn, không được thiếu ai. Đấy, những cái đặt hàng nghe có vẻ như là những cái yêu cầu nghe có vẻ rất là khó chịu đúng không? Thì cả cái đoạn này đang nói đến gì đấy nhỉ? Đang nói đến cái việc gì đây nhỉ? Đang nói đến cái việc mà đây thực ra có thể hiểu rằng người ta giải thích cho lý do tại sao lại nói là cái mức độ đóng góp của giáo dục ấy nó lại không quá lớn nhá, nó không phải là cái thứ quá lớn. Tiếp theo này. Sore ni somosomo kyoiku wa sonzai a keizai no tame dake no mono demo共同体の維持のためだけのものでも、家族のためだけのものでもない。À, chúng ta thấy có từ それに là thêm vào đó đúng không? Hơn nữa. Hơn nữa, そもそも là vốn dĩ. Hơn nữa, vốn dĩ ấy, giáo dục này, các bạn thấy có demo chưa? Đây lại demo và đây lại gì đây? Demo này có nghĩa là nó chung cho cả ba cái nhá. Thêm vào đó này, vốn dĩ ấy, giáo dục nó không phải là thứ chỉ dành cho nền kinh tế đúng không? Đấy, giáo dục nó không phải là thứ chỉ dành cho nền kinh tế, không phải là thứ chỉ dành để gì đây, để duy trì cộng đồng đúng nhỉ? EG đây là Hán tự là duy trì, có nghĩa là duy trì luôn. Kyodo tai Hán tự là cộng đồng thể, có nghĩa là cộng đồng, không phải là thứ chỉ dành để cho cái việc duy trì cộng đồng. Các bạn lưu ý nhá, không phải là thứ dành để duy trì cộng đồng, nó khác, không phải là thứ chỉ dành để duy trì cộng đồng, có nghĩa là nó dùng cho những việc khác nữa. Đấy. Còn nếu mà nói là không phải là thứ để duy trì cộng đồng thì là phủ định, là không phải chức năng của nó rồi, nhưng mà nói như này có nghĩa là gì đây? Nó còn những cái tác dụng khác nữa. Và nó sao đây? Nó cũng không phải là thứ mà chỉ dành cho gia đình. Đấy. Shijo mo, koka mo, chỉ kỳ kyo đô tài mô, so si tê ca dô cử mô. Mô tổ yạc ni tạc kyo ích o si rô. Y mi no aru kyo ích o si rô tô yu kere đô. Sore chư mô a bà rà nà nô đê aru. Tiếp theo nha. Mọi người thấy này, có dạng thức liệt kê. Có shiro này. Đây là thẻ mệnh lệnh. Đấy, ngăn cách bởi vậy từ kere đô. Vậy thì các bạn sẽ tách vế đây. Mặc dù shijo là thị trường,
Nếu đọc là Ichiba thì có nghĩa là chợ, nhưng đây chắc là thị trường, đọc là Shijo nhá. Mặc dù cả thị trường, cả quốc gia, đất nước, cả gì đây, cả cộng đồng địa phương và cả gia đình, đúng không? Đều nói đây là cái câu mà gia đình, đây là câu mà những cái đối tượng liệt kê ở trên nói nhá. Đấy, đó là gì đây? Đó là hãy thực hiện một cái nền giáo dục mà có ích hơn. Hãy thực hiện một cái nền giáo dục mà có ý nghĩa hơn. Đấy, tất cả bốn cái đối tượng này đều nói cái câu này. Thế nhưng làm sao? Thế nhưng một thực tế là ấy, cái yêu cầu của mỗi bên, đúng nhỉ? Sore-sore là kiểu của mỗi cái đối tượng này. Cái chuyên môn, cái đặt hàng, cái yêu cầu của mỗi đối tượng này nó lại bara-bara, nó rất là rời rạc riêng rẽ. Đấy. Mochiron, kyo iku wa sore-sore no yōkyū ni kakuritsu don teki ni sukoshi zutsu kōken wa suru. Đương nhiên ấy, giáo dục này, nó làm sao? Nó cống hiến, nó đóng góp từng chút một cho những cái yêu cầu như thế. Đấy. Theo cái lý thuyết xác suất, theo cái quan điểm xác suất nhá. Có nghĩa là những yêu cầu trên ấy, thì giáo dục nó đều đóng góp từng chút một. Shikashi, sore wo motte oshi susumete doreka no mokuteki no tame dake ni gori ka koritsu ka shiyou to sureba kyoiku wa zuibun to ibitsu na mono ni naru. À, chúng ta thấy có từ gì nhỉ? Có từ đây, oshi susumeru, cái từ này chính là bằng từ suishin suru, có nghĩa là thúc đẩy, xúc tiến này. Từ gorika là hợp lý hóa, koritsuka là năng suất hóa, hiệu suất hóa hoặc là nâng cao năng suất. Từ này bình thường chúng ta hay dùng cái dạng động từ là yugamu, đúng không? Có nghĩa là méo mó, thì đây nó dùng dạng tính từ, đọc là ibitsu nhá. Ibitsu na, đây người ta giải thích ở dưới các bạn này. Yuganda đấy, yugamu có nghĩa là méo mó, vẹo vọ đấy. À, mặc dù là giáo dục nó đang cống hiến, đóng góp cho từng yêu cầu như vậy. Thế nhưng làm sao? Nếu mà chúng ta, gì đây? Chúng ta xúc tiến, chúng ta thúc đẩy, chúng ta thực hiện giáo dục, đúng nhỉ? Đấy, mà chúng ta làm sao đây nhỉ? Chúng ta cố gắng hợp lý hóa, đúng không? Chúng ta hợp lý hóa nó, chúng ta gì nhỉ? Chúng ta hiệu suất hóa nó, chúng ta cố gắng để làm nâng cao năng suất của nó chỉ nhằm một mục đích nhất định nào đó. Đấy. Chưa? Doreka này chính là Izureka nhá. Chỉ nhằm một mục đích nào đó. Có nghĩa là giáo dục nó chung cho mọi cái yêu cầu này, nó đóng góp cho mọi cái yêu cầu này. Nhưng mà nếu mà chúng ta lại làm sao, lại dùng nó cho một cái nhất định thôi ấy, đấy, thì giáo dục nó sẽ trở thành một thứ làm sao? Zuibun to, tương đối là, khá là, hoặc là cực kỳ là cũng được, hijoni cũng được. Bình thường nó bằng nghĩa của từ Hoto hoặc là từ Kanadi, nhưng mà trong từ điển tiếng Nhật thì nó có định nghĩa là bằng từ hijoni. Thì giáo dục nó sẽ biến thành một cái thứ cực kỳ là méo mó. Mashite minna ga kyoiku kara sore-sore no riiki wo hikidasu hou to yakki ni natte mo sonna kanjou na kitai ni hikisakareta kyoiku ga umaku kinou suru to wa omoenai. Khá là nhiều từ mới. Chú thích số 3 này, các bạn thấy người ta bảo là bằng hishi ni natte mo, đúng không? Có nghĩa là cố gắng, đúng nhỉ? Từ kajo ở đây là hán tự là quá và thặng, có nghĩa là quá mức, quá đáng. Hikisaku có nghĩa là gì đây? Xé nát, đúng không? Đây là bị xé nát. Rồi câu này chúng ta sẽ tách vế như nào? Từ mashite là huống chi là nhá. Đấy. Huống chi là này. Đây, huống chi là mọi người đều làm sao đây? Đều đang cố gắng. Đấy, tất cả mọi người đều đang cố gắng. Cố gắng làm gì? Cố gắng hikidasu, cố gắng lấy ra, cố gắng kéo ra những cái gì đây? Những cái sore-sore no rieki. Mọi người đều cố gắng lấy ra những cái lợi ích của riêng mình từ giáo dục. Đấy. Được chưa? Thì dù như vậy, đúng nhỉ? Thì tôi sẽ không thể nào mà nghĩ được rằng, tôi sẽ không bao giờ tôi nghĩ rằng
một cái nền giáo dục, đúng không? Mà bị gì đây nhỉ? Mà bị xé nát. Đấy, bị xé nát bởi những cái kỳ vọng quá mức. Như thế, nó sẽ hoạt động tốt. Từ kino đây hán tự là cơ năng. Nhưng mà cái từ cơ năng này có nghĩa là hoạt động nhá. Đấy, nó sẽ không thể nào mà hoạt động, làm đúng vai trò trách nhiệm của nó tốt được. Thì đoạn này muốn nói gì đây? Đoạn này muốn nói rằng là gì nhỉ? Là nếu như yêu cầu cao quá vào giáo dục, đấy, mỗi bên đều cố gắng biến giáo dục thành cái thứ phục vụ cho riêng mục đích của mình thôi, thì nó sẽ không, nó sẽ biến dạng và nó sẽ không thể nào phát huy được cái vai trò của mình. Đấy là đoạn này. Tất nhiên là văn bản N1 thì nhiều khi là nó mang tính chất trừu tượng, nên là để nói trong một hai câu mà để có thể hiểu ngay được thì nói thật với các bạn là cũng sẽ cần thời gian, và thậm chí là cái này nó còn liên quan đến rất là nhiều vấn đề khác nữa. Những cái kiến thức ở các cái trình độ cao hơn ấy, những cái trình độ cao ở bất kỳ ngôn ngữ nào thì nó đều có cái độ hàn lâm nhất định nhá. Cho nên là nếu như chúng ta chưa hiểu ngay thì hãy cố gắng xem kỹ, xem thật kỹ, cũng như là có thể là tích lũy thêm cái vốn sống, cũng như là đọc thêm sách để hiểu hơn. Sách là một cái nguồn tư liệu rất là quý để chúng ta có thể đọc hiểu được cái cách mà gì nhỉ, mà các thế hệ trước đã xây dựng cái kho tàng tri thức nhân loại như nào, được chưa? Đây là đoạn gần cuối rồi, chiêu đeo cự một đoạn, người ta lược bỏ một đoạn, còn đoạn cuối cùng thôi. Đây đoạn cuối cùng nhá. Tê tai no tsuzuku kono shakai de dare mo ga fuan ni oshi tsubusare chodo sono bun dake kyoiku ni kajou na kitai ya kibo o takusou to shite iru. Ở đây có một số từ mới. Thứ nhất, từ tê tai, hán tự là đình trệ, có nghĩa là đình trệ, trì trệ này. Tiếp theo, từ oshitsubusu, từ gốc là vậy, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là bóp chặt, đúng nhỉ? Đấy, hay là áp đặt, chèn ép. Thì dạng bị động có nghĩa là bị cái đó, bị nỗi bất an đó. Tiếp theo, chúng ta có từ takusu, hán tự là chữ thác, nghĩa giống từ yudaneru hoặc là từ itakusu là ủy thác nhá. Thì câu này có nghĩa là gì? Trong một cái xã hội, đúng không? Trong cái xã hội này, cái xã hội mà cái sự trì trệ, cái sự đình trệ nó vẫn đang tiếp diễn. Cái này thì rõ ràng là chúng ta thấy ở đoạn đầu tiên đã nói rồi, đúng không? Đấy. Trong một xã hội như vậy thì ai, daremo ga chính là daredemo nhỉ? Ai cũng sẽ bị gì đây nhỉ? Cũng sẽ bị đè bẹp. Đấy. Cũng sẽ bị nhấn chìm, đúng không? Bởi những cái nỗi bất an. Và thành ra là sao? Khi bị như vậy họ sẽ làm sao? Họ sẽ cố gắng, đấy, đặt, đúng nhỉ, ủy thác những cái kỳ vọng, những cái hy vọng mang tính chất thái quá vào giáo dục. Đấy, chưa? Sono kekka, kyoiku naka demo, gakkō kyoiku ga kaikaku no nami ni nomare, yoyū wo naku shisou ni natte iru. Và kết quả là, và hệ quả là giáo dục Nakademo giống tổ kuni nhá, đặc biệt là kết quả là giáo dục, đặc biệt là giáo dục trường học hay còn gọi là giáo dục phổ thông đấy, có nghĩa là giáo dục dành cho tất cả mọi đối tượng, yêu cầu toàn bộ là phải hoàn thành một cái gì đó. Giáo dục trường học, giáo dục phổ thông ấy, nó làm sao? Nó bị nhấn chìm, đúng không? Nó bị nhấn chìm bởi những cái con sóng cải cách, những cái làn sóng cải cách. Từ nô mự đây như kiểu là bị nuốt mất. Đấy. Bị nuốt mất bởi những làn sóng này, những con sóng này, có nghĩa là cải cách quá nhiều, cải cách giáo dục quá nhiều. Và làm sao nhỉ? Và có nguy cơ là mất đi cái sự tự do của nó. Bình thường từ yoyu chúng ta hay dùng với nghĩa kiểu như là sự dư giả, đúng nhỉ? Phần dư, phần thừa. Nhưng mà kiểu này chúng ta có thể hiểu là cái sự tự do nhá, cái sự gọi là dư giả về mặt thời gian. Các bạn thấy đây là ngữ pháp vmas, bỏ mas cộng với số nina được, có nghĩa là suýt nữa. Suýt nữa thì đánh mất đi, nó chưa phải là đánh mất đi đâu, nhưng mà nó đang có nguy cơ là đánh mất đi cái sự tự do của nó bởi các làn sóng cải cách. Đấy. Tiếp theo này. Kyoiku ni oku o motome sugiru to keihō o narasu koto wa kekkateki ni kono shakai to kyoiku o jizoku saseru tame ni 今一番必要なことなのではないだろうか。 À, và gì nhỉ?
Các bạn thấy có ngữ pháp Nodeo anai daroka này, đó là chẳng phải là hay sao, đúng nhỉ? Và chẳng phải là cái việc mà chúng ta gióng một hồi chuông cảnh báo, đúng không? Cái cụm này mọi người có thể nhớ một cách cố định nhé. Nghe nó hơi văn vẻ một chút nhưng mà nó là cách dịch chuẩn đấy. Các bạn có thể tham khảo. Cái việc mà gióng lên một hồi chuông cảnh báo rằng, nội dung của cái hồi chuông cảnh báo đó là chúng ta đang quá kỳ vọng, chúng ta đang đặt quá nhiều, đang yêu cầu quá nhiều vào giáo dục. Đấy. Là cái việc gì đây? Là cái việc cần thiết nhất bây giờ. Cái việc cảnh báo, cái việc gióng lên một hồi chuông cảnh báo là chúng ta đang đòi hỏi quá nhiều ở giáo dục. Là việc cần thiết nhất bây giờ. Để gì đây? Để tự chung lại. Để kết quả là chúng ta có thể di dấu cự đây là duy trì, được chưa? Tiếp tục một cái xã hội cũng như là một cái nền giáo dục này. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã đọc và giải quyết xong toàn bộ cái việc dịch bài nhé. Còn tí nữa thì cái phần câu hỏi chúng ta sẽ tính sau. Thì phần đọc bài là như vậy. Vậy bài này muốn nói gì? Thì tự chung lại khi đọc đến đây, không biết là các bạn đã rút ra được cái phần mà người ta muốn nói nhất trong cái toàn bộ bài này chưa? Đấy. Bởi vì nó có liên quan đến câu hỏi, đúng không? Thôi, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi luôn nhé. Bởi vì nếu mà trả lời thì thành ra là nói mất cái đáp án cho câu hỏi rồi. Các bạn theo dõi này. Câu hỏi của chúng ta như sau. Câu số 62. Câu số 2 này. Keshite ooki mono dewa nai to kangaeru ryū toshite hisha ga nobeteru no wa dore ka? Với tư cách là cái lý do để tác giả suy nghĩ rằng nó nhất định không phải là một thứ gì đó to tát, lớn lao, thì cái nào là cái mà người ta trình bày? Đây là một câu chứa phần gạch chân. Thì thực ra nếu như khi đi thi, các bạn hoàn toàn các bạn có thể làm câu này trước. Nhưng mà lý do mà ở đây lại nãy giờ mình không làm câu này trước là bởi vì sao? Là bởi vì những cái câu sau ấy, chúng ta lại không thể làm nhanh chóng ngay được. Đấy. Cho nên là thôi, đằng nào cũng đọc thì mình sẽ đọc hết luôn nhé. Đấy là lý do. Còn nếu mà những câu sau nó cũng sẽ chứa phần gạch chân thì chúng ta sẽ lại làm theo cái cách mà chúng ta thực hiện. Giống như bài chữ N2 hôm trước, đó là tìm đáp án một cách nhanh nhất ở trên bài so với lại phần câu hỏi, đúng không? Bây giờ các bạn thử xem câu này này. Để mà làm câu hỏi chứa phần gạch chân thì trước hết các bạn xem cái phần gạch chân đó là gì, nội dung là gì. Đây, phần gạch chân đây. Tuy nhiên, nếu cho tôi được nói thì cái mức độ hữu ích của nền giáo dục đó nó không phải là cái thứ lớn lao gì. Vậy thì khi câu hỏi là nguyên nhân kết quả ấy, thì thường đáp án nó sẽ ở xung quanh cái phần gạch chân đó và nó sẽ được thể hiện bằng những cái mối quan hệ thể hiện sự nhân quả như là tame, đúng không? Kara hay là noda, sonotame, vân vân. Nhưng mà thực ra cái đoạn này nếu mà chúng ta đọc chúng ta cũng sẽ không thấy đâu. Chúng ta có cái lập luận như này nhá. Thứ nhất đó là A shikashi B. Vậy thì cái phần phía trước A là cái phần nó ngược lại với cái nội dung đằng sau này. Vậy thì cái gì đây? Cái toàn bộ phần đằng trước chúng ta vừa đọc ban nãy ấy, nó sẽ không liên quan đến cái nội dung của cái câu hỏi chứa phần gạch chân này. Vậy thì đáp án của chúng ta ấy, khả năng rất cao là người ta sẽ trình bày ở xung quanh, đúng nhỉ? Ở sau cái phần keshite ooki mono dewa nai. Đấy. Mà nãy giờ các bạn đã tìm hiểu, các bạn đã biết rồi. Lý do tại sao gì đây? Lý do tại sao mà cái mức độ hữu ích của giáo dục nó lại không phải là cái thứ lớn lao như vậy, đúng không? Rõ ràng là trong cái toàn bộ cái đoạn sau này là chúng ta đã tìm hiểu và đã dịch rất là kỹ rồi, đúng không nhỉ? Cũng không tóm tắt lại luôn nhá, mà để xem cái đáp án nào là đáp án phù hợp. Các bạn theo dõi. Câu 1 này. Kigyo ya shakai ga nozomu jinzai to kyoiku gaku de mokugyo to suru jinzai wa kotonaru kara. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhân lực. Đấy. Bởi vì cái nhân lực, cái từ này rất là nhiều bạn dịch là nhân tài. Thực ra dịch nhân tài cũng không sai, nhưng mà tài này nó không phải là tài trong tài năng đâu nhá. Tài này có nghĩa là tài trong từ nguồn lực ấy. Có thể dịch là nhân lực là hay nhất. Bởi vì cái nhân lực mà xã hội và các xí nghiệp cần ấy, yêu cầu. Và cái nhân lực mà ngành giáo dục đang lấy làm mục tiêu nó khác nhau. Hoàn toàn không nói tới, đúng không? Không nói tới hai cái này khác nhau, nên là các bạn sẽ loại cái này. Câu số 2 này. Ikiru chikara o tsukeru tame ni hitsuyou na koto wa meikaku dewa nai kara. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái điều cần thiết để gì đấy? Cái điều cần thiết để trang bị được cái khả năng sống, cái sức sống ấy, nó vẫn chưa rõ ràng. Rõ ràng là đoạn này không có đề cập đến
phía sau nội dung đúng nhỉ? Nên là chúng ta loại nhá. Câu số 3 này. Kodomo hitori hitori ni awasete kyoiku no naiyou kaerarenai kara. Là bởi vì sao? Là bởi vì không thể nào mà thay đổi nội dung giáo dục để phù hợp với từng đứa trẻ được. Cái việc có nói là thay đổi nội dung hay không, không đề cập đến trong bài, như vậy là 1, 2, 3 sai thì khả năng 4 rất là khả năng 4 sẽ đúng, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ dùng phương pháp loại trừ. Và sau khi loại trừ xong ấy thì chúng ta cần phải xem nội dung của nó thế nào. Kodomo wa osieta tori ni sodatsu to wa kagiranai kara. Là bởi vì này, các bạn thấy có từ to wa kagiranai, đây là ngữ pháp, có nghĩa là không hẳn là, chưa chắc là. Bởi vì chưa hẳn là ấy, đứa trẻ nó đã lớn lên, nó đã phát, nó sẽ phát triển theo đúng những gì chúng ta dạy. Chính xác, đúng không? Nếu như các bạn để ý ấy, thì câu đó là câu ở trong phần chúng ta vừa mới tìm hiểu phía trên. Đây. Chính là chỗ này đúng không nhỉ? Đây nha. Osieta kara toite ne, sono bun dake kodomo ga sodatsu toyu wake dewa nai. Đấy. Toyu wake dewa nai gần giống như là to wa kageranai. Chỗ này nữa đúng không? Mình không dạy đứa trẻ nó vẫn gì đấy, nó vẫn học theo cái cách của nó. Đấy. Và câu này nữa này. Nói gì thì nói, cái đối tượng mà phát triển, đối tượng mà lớn lên ấy là đứa trẻ. Đúng nhỉ? Thì đáp án chúng ta đã tìm được rồi nhá. Thì sau khi đã tìm được đáp án, chúng ta sẽ hiểu hơn về cái nội dung của đoạn đúng không? Nói là gì đây nhỉ? Giáo dục quan trọng vậy đấy, nhưng mà đừng có đề cao nó quá. Bởi vì sao? Bởi vì cái đối tượng nhận giáo dục ấy là đứa trẻ. Nó sẽ có rất là nhiều cái cách tiếp nhận giáo dục khác nhau. Đấy. Theo lý thuyết xác suất thống kê mà người ta nói ở trên, nó không theo một hướng nào hết. Cho nên là chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là Yon bằng số 4 nha. Tiếp theo câu số 63 này. Câu 63. Kyoiku nitsuite hissha no kangae ni au no wa dore ka? Đó là về giáo dục ấy thì điều nào hợp với suy nghĩ của tác giả. Câu này khi làm thì chúng ta sẽ khó để làm nhanh được. Bởi vì sao? Người ta chỉ cung cấp cái từ gọi là kyoiku, mà rõ ràng các bạn thấy là cả cái bài này nói về kyoiku đúng không nhỉ? Nói về giáo dục. Đấy. Vậy thì rõ ràng chúng ta không thể nào mà gọi là có cái hinto hay có cái tegakari nào để giải nhanh được cái câu 63 này. Trừ khi các bạn gọi là chẳng may nhìn đúng cái chỗ cần nhìn thôi, thì tìm ra được chỗ đấy thôi. Nhưng mà cái xác suất đấy nó cũng không cao. Nên là với cái bài này, lý do mà mình chữa theo kiểu là đọc từ đầu đến cuối là như vậy nhá các bạn nhá. Tất nhiên là khi các bạn làm bài, các bạn không có thời gian các bạn phân tích từng câu từng chữ, nhưng mà các bạn sẽ lướt từ trên xuống dưới và các bạn sẽ hiểu, các bạn nắm bắt được cái ý chung chung của nó ấy. Đấy, thì nó cũng sẽ khiến các bạn có thêm được cái tự tin khi làm. Đấy là ít nhất là theo cái quan điểm riêng của mình, có thể là đúng, có thể là sai, phù hợp hay không phù hợp với từng người. Thì cái này buộc là phải thử để gì nhỉ? Để tìm ra thôi. Rồi chúng ta cùng xem này. Câu 1. Sorezore no mokuteki ni awasete gori ka koritsuka shinakereba kinou shinai. Đây các bạn thấy nó nói này, nếu như không hợp lý hóa, không nâng cao năng suất để phù hợp với mục đích của mỗi người thì giáo dục nó sẽ không phát huy chức năng. Đấy. Nào chúng ta xem câu này nhá. Câu này là câu sai đúng không? Nếu viết là nếu không hợp lý hóa, nếu không nâng cao năng suất thì sẽ không thực hiện chức năng, tức là đúng thì sẽ là ngược lại đúng không nhỉ? Tức là nếu mà hợp lý hóa và nâng cao năng suất thì nó sẽ phát huy chức năng. Đấy, mà rõ ràng chúng ta thấy ở trên bài người ta nói gì? Chúng ta tìm lại cái đoạn đó nha. Đoạn nói đến cái vấn đề Gorika này. Đây các bạn nhìn này, người ta bảo này, nếu như nâng cao năng suất và hợp lý hóa đúng không, đấy, cho những cái mục đích nào đó riêng lẻ ấy, thì giáo dục nó biến thành một cái thứ làm sao méo mó vẹo vọ. Đấy, cho nên nói rằng là gì, nói như vậy là sai, đúng chưa? Nếu chúng ta thực hiện điều này thì có một kết quả xấu xảy ra. Mà viết như cái câu đầu tiên, nếu không làm vậy thì không có được điều này, tức là phải làm vậy thì mới có được cái gọi là kino suru. Sai đúng không? Chúng ta không thể chọn một được nhá. Câu số 2 này. Minna de hitotsu no mokuteki wo kyoyu shinakereba kouka wa agaranai. Kyoyu ở đây là giống từ share, là từ chia sẻ. Nếu như mọi người mà không chia sẻ một mục đích, nếu như mọi người không cùng chung một mục đích ấy, thì cái hiệu quả của giáo dục sẽ không tăng lên. Bởi vì là câu hỏi là nói về giáo dục nhá, cho nên tất cả đáp án này nó mặc dù nó không xuất hiện từ giáo dục, nhưng khi dịch để dễ hiểu các bạn vẫn nên thêm từ giáo dục vào. À, câu này sai đúng không? Mỗi đối tượng có một mục đích khác nhau. Người ta không yêu cầu là phải làm sao? Phải chung một cái mục đích là nhất. Thứ hai,
cái nói về việc hiệu quả tăng hay không tăng và cũng không nói, nên là chúng ta sẽ không chọn hai được. Câu số 3 này. 特定の目的を果たすために存在するものではない. Nó không phải là thứ, cái giáo dục ấy, nó không phải là thứ tồn tại để hoàn thành, đúng không? Để thực hiện một mục đích, một mục đích nhất định nào đó. À, chính xác, đúng nhỉ? Nó không phải là một thứ tồn tại chỉ vì một mục đích nhất định. Đây, câu này thì chắc chắn là chúng ta đã thấy ở cái đoạn này, đúng chưa? Đây, những ý nào thể hiện điều đó? Thứ nhất, câu này nhá. Giáo dục nó không phải là thứ chỉ dành cho một cái nào ở trong đây. Đấy, là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là gì nữa? Chỗ nào nữa? Thật ra là vẫn còn một vài chỗ ý ý nó như thế, đúng không nhỉ? Toàn bộ những cái đoạn phía sau người ta trình bày ấy, nó đều toát lên một chút, nhưng mà cụ thể rõ nét nhất ấy là cái câu đầu tiên này nhá, được chưa? Nó không phải là thứ gì đây, nó không phải là thứ dành riêng cho một đối tượng. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án số 3. Câu 4 này. 役に立つかどうかという観点で評価されるべきだ. Nên được, nó là thứ giáo dục nên được đánh giá theo cái quan điểm, theo cái cách nhìn là liệu rằng nó có ích hay không. Cái này cũng không nói ở trên bài, đúng không? Nên là chúng ta loại trừ, đúng nhỉ? Như vậy đúng là 3 này. Câu 64 là câu cuối cùng. Thì chàng một thông một y tai của tòa nani cả. Điều người ta muốn nói nhất ở đây là gì? À, vậy thì thông thường ấy, cái câu điều muốn nói nhất, chúng ta hay nghĩ là cái đoạn cuối cùng sẽ nói. Nhưng thật ra cái bài này ấy, đoạn cuối cùng cũng có nói, nhưng mà người ta đã nói đến từ trước rồi. Các bạn biết ở đâu không? Chính là cái câu nào nhỉ? Đây, đoạn đầu tiên đã có nói đây nhá. Đây, đoạn này này. Đã là thể hiện nội dung rồi. Đấy. Và cái câu cuối cùng cũng thể hiện cái điều đấy nữa. Đây, câu này nhá. Thì tổng kết lại sẽ là hai cái nội dung này chúng ta sẽ lựa chọn được đáp án, đúng nhỉ? Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau thử đọc lại cái nội dung này. Tuy nhiên, với tư cách là một người lấy giáo dục làm chuyên môn thì cho tôi được nói điều này, đúng nhỉ? Tôi không thể nào chấp nhận được cái cách suy nghĩ là giải quyết mọi vấn đề của xã hội Nhật Bản hiện đại bằng giáo dục. Đấy. Rồi gì nữa? Cái việc mà gióng lên một hồi chuông cảnh báo rằng chúng ta đang đặt quá nhiều kỳ vọng, đòi hỏi quá nhiều vào giáo dục, nó là cái điều cần thiết nhất bây giờ để duy trì xã hội và giáo dục. À, vậy thì chúng ta biết được đáp án rồi, đúng không? Chúng ta cùng xem qua nha. Câu 1 này. 多様な社会の要求に応じられるように教育のあり方の考え直すべきだ. Để có thể đáp ứng được các yêu cầu khác nhau của xã hội ấy, thì chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ lại về cái arikata, đây kiểu như là về cái cách tồn tại, về cái bản chất của giáo dục. Đây là điều sai, đúng không nhỉ? Đấy. Sai ở đâu? Sai là không phải là để có thể đáp ứng được mọi yêu cầu như thế này. Nếu nói như này thì có nghĩa là ngược lại với tinh thần của điều muốn nói nhất, đúng không? Nó không thể nào đáp ứng được toàn bộ đâu nhá. Sai, cái này là một. Thứ hai là xem lại bản chất cũng không nói, đúng không nhỉ? Câu số 2 này. 社会の不安を取り除くためには教育を合理化効率化すべきではない. Để gì nhỉ? Để loại bỏ những cái bất an trong xã hội thì chúng ta không nên hợp lý hóa và hiệu suất hóa giáo dục. Chúng ta không nên làm nó thành một thứ hợp lý, không nên sắp xếp nó, không nên nâng cao năng suất nó. Cái sai đây thứ nhất là gì? Thứ nhất đó là việc mục đích này, đúng nhỉ? Và thứ hai là cái nội dung khuyên con nên làm điều này không, người ta cũng không nói. Câu số 3 này. 教育の改革によって安定した社会を維持させていくことが必要だろう. Là gì nhỉ? Có lẽ là sẽ cần phải duy trì một xã hội ổn định. Đấy. Cần thiết phải duy trì một xã hội ổn định nhờ cải cách giáo dục. Đây là điều sai. Người ta đang phê phán cái việc cải cách giáo dục quá nhiều. Như này thì lại thành đề cao cải cách giáo dục rồi. Như vậy cuối cùng chúng ta sẽ chọn còn 4, đúng không? 4 là gì đây? 現代社会の問題のすべてが
教育で解決できると思ってはいけない。Không được nghĩ rằng, đừng có nghĩ rằng mọi thứ của xã hội, mọi vấn đề của xã hội hiện đại đều có thể giải quyết được bằng giáo dục. À, chính xác, đúng không nhỉ? Người ta đã dùng cái biện pháp IKE đi một chút. Sự BT chính là gì đây? Nan demo kan demo, đúng không? Không được nghĩ là chính là gì đây nhỉ? Chính là người ta nói rằng, đây các bạn xem lại nhá. Đây, itadakenai. Tôi không hài lòng với cách suy nghĩ như vậy, đúng không nhỉ? Tôi thấy cách suy nghĩ như vậy có vấn đề, tôi không chấp nhận được. Thì là đồng nghĩa. Đó, thì đây là một bài đọc hiểu cũng tương đối là ý nghĩa, không chỉ là trong bối cảnh Nhật Bản mà cả Việt Nam cũng vậy, đúng không? Gần như là hiện tại mọi người đang đòi hỏi quá nhiều giáo dục. Đấy, trong khi là còn chưa biết thực sự là bản chất của nó là gì. Nhưng mà vẫn đổ lỗi, nhiều khi là chúng ta đổ lỗi rất nhiều vào giáo dục. Có thể là sau bài này chúng ta sẽ có thêm một cách nhìn nhận mới. Đấy, thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một cái bài đọc dài của N1. Hy vọng là sẽ giúp được các bạn phần nào trong cái việc ôn tập một số từ vựng ở trong bài này, cách dịch câu cũng như là cách lựa chọn loại trừ đáp án. Thì cũng sắp thi rồi, chúc các bạn sẽ tự tin và làm bài tốt. Sau kỳ thi thì các bạn có thể tiếp tục theo dõi các bài giảng trên fanpage Ánh Sensei cũng như là trên trang YouTube Ánh Sensei. Và bạn nào có nhu cầu tham gia các buổi học trực tuyến được cùng nhau luyện dịch như thế này thì có thể liên hệ với mình qua thông tin bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sắp tới.